em chào tất cả các bác ạ à. mời tất cả các bác đến với cái clip ngày hôm nay của em đến với uh, dàn dao bếp của anh em chợ đèn trên sen ca bằng các bác nhá um, cái dấu mẫu pha luông này mẫu pha luông từ mẫu 1 đến uh, mẫu 2, 3, 4, 5 này thực sự các bác là uh, nó dạng là pha luông tàu Dạng này mình làm thì uh, được cái là nó cũng sẽ dư ra vài mẫu nên trong cái clip ngày hôm nay này bác nào mua một con pha luông em sẽ tặng các bác một con dao lọc ở phía bên trên cũng là dòng dao nhám luôn các bác nhá. Mua một pha luôn, tặng luôn một dao lọc cho tất cả các bác. Bác nào mua từ hai con có nghĩa là một chặt gà, một thái lọc bên này chẳng hạn thì giá chỉ còn chỉ còn sẽ sẽ giảm giá cho tất cả các bác là 450 000 nghìn một cặp hai con hoặc là mua hai con tặng một dao lọc các bác nhá. Đấy mình cứ thống nhất với nhau thế các bác nhá cho nó vui vẻ hoan hỉ cuối ngày luôn. Mời tất cả bác cùng đến với từng cái mã trong ngày hôm nay của em lưu ý giúp em là cái chương trình này chỉ tặng khi nào hết bốn con pha luông này thì thôi các bác nhá chỉ còn bốn con duy nhất nữa thôi đầu tiên đến với con con pha luông bản 10 con này cũng quá là ác liệt các bác ạ con này thì bác nào mà mình thích chặt đầm đầm tay một tí mình tham khảo sang cái mẫu pha luông bản 10 này cho em bản là bản rộng là rơi vào bản 10 lưỡi là rơi vào là 21 các bác nhá bản rộng 10 cán là 12,5 đấy độ dày sống lưng là 5 ly pha luông này thì nó sẽ rơi vào là 8 lạng rưỡi các bác nhá con này sẽ rơi vào là 8 lạng rưỡi nên là bác nào mà mình thích chặt xương ống chân giò này gà vịt đầm tay này mình cứ tham khảo sang mẫu pha luông này cho em và như em đã nói rồi bác nào mua một pha luông thì em sẽ tặng một kèm một lọc nhám như thế này trị à, giá 230.000 cho tất cả các bác lọc nhám 230.000 tặng cho tất cả các bác khi nào khi các bác mua con pha luông này thì thực sự là em còn đúng bốn con pha luông cuối cùng nhất à, trong à, chỗ hàng mà hôm nay tìm ra thì còn đúng bốn con pha luông thì bác nào ưng ý thì mình ủng hộ em mẫu pha luông này tặng một dao lọc như thế này các bác nha một pha luông và tặng một dao lọc À, pha luông này hiện tại đang có giá là 320 000 một em. Đấy là mã số 1 của pha luông nó là dự dạng và là hệ chặt xương hết rồi các bác nhá. Đều là dày vào 5 ly hết rồi. Đấy là con thứ hai, nó cũng tương đương con thứ nhất thôi. Nhưng mà các bác biết rồi, hàng thủ công mà nhìn nó cùng một mẫu thôi nhưng mà đấy nhìn nó sẽ hơi 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 khác nhau một tí mặc dù là anh em song sinh thì nó cũng sẽ có chỗ này giống, chỗ kia không giống nhau một tí thì đấy gọi là hàng thủ công. Nhiều khi mình cũng không căn được 100% nên là nó xem xem nhau. Con này cũng là lưỡi rơi là 21, bản rộng là bản 10. Độ dày sống lưng là 5 trăm ly con nhá rộng lắm đấy các bạn ạ đấy rộng lắm bản rộng là đầm chắc đây bác nào mà thích hệ đầm đầm mình tham khảo sang con này cho em có cả lỗ ở đuôi dao cho tất cả các bác đặc biệt là đối với con hàng này có cả lỗ ở đuôi dao như thế này cho tất cả các bác một cặp pha luộc đầu tiên nhất cán môn có trọng lượng là 850g con này có trọng lượng là 850g cán là cán gỗ môn bác nào ưng ý với giá là 320.000 một em tặng các bác một dao lọc như thế này chỉ giá 230.000 các bác nhá đến với mã pha lương thứ hai pha lương thứ hai thì đầu tiên sẽ lên một con dao cán gỗ cầm chỉ con này có lỗ ở đuôi dao này lưỡi con này là rơi vào là 20 thôi ngắn hơn con nãy một cm lưỡi rơi vào là 20 bản rộng cũng là rơi vào là bản 10 độ dày sống gương 5 ly thì em cân con này rồi nó sẽ rơi vào là 8 lạng các bác nhá cân con này thì nó sẽ rơi vào là 8 lạng con này thì nhám một mặt một mặt để đen này trên dao vẫn có dấu phúc xe HD bên xưởng bên em này bên một bên là nhám một bên để đen cá là cán gỗ cầm chỉ này đó cá là cán gỗ cầm chỉ còn à... Lưỡi này nó sẽ rơi vào là 20, nó ngắn hơn con lúc em tí. À, con này thì lưỡi rơi vào là 19 này. Con này lưỡi rơi vào 19 này, cán gỗ mun có lỗ đồng này, lại là dòng nhám hai mặt cho tất cả các bác này. À, nó là tàu chặt mà. Con này bên tàu dùng nhiều nên là nhiều bác mình cũng đặt ấy. Nhiều bác mình cũng đặt riêng nên là thành ra em cũng làm dư một vài con để trả hàng dần cho tất cả các bác. Thì à, con này Tổng trọng lượng con này rơi vào 8 lạng mà nó chỉ bé hơn con này một tí thôi nha, nó sẽ tranh nhau các bác nhá. Nhìn nhìn thì nó bé hơn một tí, nhìn thì nó bé hơn một tí như thế này nên là uh, con dao mà nó chỉ bé hơn, nhìn nó bé hơn một tí thôi, tranh nhau một tí thôi nó sẽ tranh nhau một hai lạng là chuyện rất bình thường các bác nhá. Nó sẽ tranh nhau một hai lạng thì rất là bình thường. Con này thì bác nào mà thích chặt nặng này, xương ống chân giò thủ lợn này, gà vịt này, hệ chặt đầm, chặt dừa, chặt nước này thì mình tham khảo ra con này xem nhá. À, lưu ý là mã 1, mã 2 mua hai con mua mua một con 320 000 thì tặng một con dao lọc như thế này cho tất cả các bác. Đến mời các bác sang mã 3 mã 4 những cái con dao mà sử dụng trong gia đình nhiều này. Mã 3 mã 4 sử dụng trong gia đình nhiều. Đầu tiên là một con dao chặt gà Italy. Con này là lưỡi 23, bản rộng rơi vào là bản 7 bản rộng rơi là bản 7 các bác nhá. Độ dày sống lưng là 3 ly rưỡi. Con này chuyên gà vịt cho chốt hai đinh. Đấy, chuyên gà vịt cho chốt hai đinh. Nó sẽ có cái điểm khuyết như thế này. Có bác thì mình thích điểm khuyết. Lưỡi nó hơi vát xuống một tí như thế này. Có bác thì mình thích con như kiểu như thế này. Nha, có bác thì mình thích con chặt gà vuông như thế này. Thì nói chung là tùy thuộc vào nhu cầu sở thích của các bác thôi. Còn cái chức năng của nó thì ngang nhau, vừa chặt được vừa thái được. Con này lưỡi 23, bản rộng rơi bản 7, còn con này rơi bản 7.5 các bác nhá. Đó, cầm thì rất là vừa vặn luôn Các bác vừa chặt vừa thái được thoải mái cho em Dòng thì chuẩn nhíp của anh em thợ rèn trên phúc sen các bác Dòng chuẩn nhíp của anh em thợ rèn Mà đặc biệt cán em sử dụng là cán gỗ mun này Chốt hai đinh không ngấm nước không mối mọt Mun này là mun thật nha Em thấy trên thị trường họ quảng cáo cho các bác nào là mun mít các kiểu nhiều lắm Nhưng không phải đâu Gỗ đấy là gỗ sừng đấy các bác Gỗ đấy là gỗ sừng đấy Thậm chí người ta quảng cáo cho các bác là gỗ cầm chỉ Nhưng người ta lấy gỗ non gỗ tạp về mà người ta vẫn nói là gỗ cầm chỉ thì ở trên thị trường gian lận thì rất là nhiều thôi các bạn nói chung là nhiều lắm Quan trọng là các bác mình lựa chọn chỗ nào Mình thông thái Mình là những người thông thái Mình được lựa chọn, mình được test thử, mình được bảo hành Đấy là quyền lợi của mình Thì các bác có thể lựa chọn ở những cái đơn vị nào Mình cảm thấy uy tín Hay là được người quen giới thiệu hạn thì mình cứ sử dụng thôi Đấy thì um, các bác cứ yên tâm mà mình sử dụng lâu dài Đặc biệt là đối với cái dòng hàng của anh em triệu Thèn trên Phúc Xanh các bạn Đối với cái dòng da chặt gà vịt bản đen, dòng nhíp Thì hiện tại đang có giá là 285.000 một em cán gỗ mun tiếp theo đây mời các bác tham khảo sang một con dao chuyên thái cán gỗ mun chuyên thái cán gỗ mun lưỡi là 23 bản rộng rơi bản 6,5 bản rộng 23 à bản rộng rơi 6,5 độ dày sống lưng là một ly con này các bác ạ nó sẽ chỉ rơi vào là ba lạng thôi các bác nhá nó chỉ rơi vào là ba lạng thôi các bác có thể sử dụng một con như thế này xem mình có thể sử dụng một chặt gà một thái vuông một chặt gà một thái vuông như thế này xem một chặt gà một thái vuông và nếu mà mình đang sử dụng cặp là một chặt gà, một thái vuông Thì hôm nay để giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 450.000 một cặp 450.000 một cặp, một chặt gà, một thái vuông Hoặc mời các bác lựa chọn sang là thái lọc nhọn phi lê dòng thái mẫu nhật Thái lọc nhọn phi lê dòng thái mẫu nhật như thế này các bác nhé Thái lọc đề ba dòng thái nhật đấy ạ đấy. Các bác mình có thể lựa chọn sang con này cho em hoặc là mình có thể sử dụng thái vuông, mình có thể sử dụng là một bác chặt gà, Muốn thái lọc nhọn như thế này Một cặp như thế này Nếu trước đây các bác mua đang có giá là 530.000 Thì hôm nay giảm giá cho tất cả các bác Chỉ có giá là 450.000 Một cặp, một chặt gà và một thái lọc nhọn Các bác ơi giá này thì phải nói là uh, Tết rồi thì em sẽ có cái chương trình giá Giảm giá trực tiếp Trên sản phẩm cho tất cả các bác Còn à, về sau Tết thì tất cả mọi giá của em giữ nguyên Và đây là lần đầu tiên <laughs> lần đầu tiên em có giảm giá cho cái chương trình à, giao bếp cán mùn các bác nhé lần đầu tiên có chương trình này đấy ạ nên bác nào đang xem khảo trong cái clip ngày hôm nay thì mình ưng ý tham khảo lâu rồi thì mình cứ ủng hộ em đi không phải lăn tăn đâu các bác ạ đây là một cái mẫu gọi là lọc tam giác bản rộng rơi vào là bản sáu năm chỗ rộng nhất nhé chỗ rộng nhất rơi vào bản sáu năm lưỡi là 20 mươi lọc tam giác lọc này thì chuyên cho bác mà ra hàng ra thịt thôi lò mổ heo mổ bó ấy, ra thịt ấy, thì mình sẽ sử dụng con này xem con này hiện tại em đang báo giá bác là hai trăm năm mươi một em lọc tam giác Đến um, lọc này thì bán lẻ đang có giá là 235.000 một em các nhé Thái lọc nhọn đang có giá là 235.000 một em Thái lọc nhọn mã 6 Mã 8 là một con lọc thái lọc mẫu 2 Con này gọi là lọc mẫu 2 Vì bản rộng con này thì Con này lưỡi là 20 Bản rộng nó sẽ rơi vào bản 3 ở Phần rộng nhất chỗ này Chỗ đầu này nó là bản 3 rộng nhất Phía sau nó lọc Nói chung là thép tốt Cán tốt Tất cả mọi sự đều sử dụng những cái dòng tốt nhất cho tất cả các bác Tốt nhất cho tất cả các bác các bác nhé có một điều em muốn lưu ý các bác đến cả những cái mình sử dụng cho con hàng mình đều sử dụng những cái tốt này từ đến cái khâu đều là sử dụng khâu đồng vàng các bác này khâu thì khâu đồng vàng cá là cán cũng muôn muôn đặc muôn tốt này lưỡi thì là nhíp xịn này chốt đinh đồng cho cả bác nên tất cả những gì em dùng đều là sự tốt nhất cho con dao trên cái sản phẩm mà đưa cho các bác có mã số 8 đang có giá là 235.000 230.000 một em mã số 8 các bác nhá đến mã số 9 thì mời các bác tham khảo xong một con đề ba đề 3 chặt lọc này con này thì các bác phải nói là đa năng này vừa chặt xương chặt gà chặt vịt mà tổng trọng lượng con này giờ là 6 lạng thôi à em xin lỗi tổng trọng lượng con này nơi 5 lạng rưỡi thôi vừa chặt xương vừa chặt gà vịt được cho em vừa xương sườn vừa gà vịt vừa mổ cá vừa lọc vừa thái con đề ba này phải nói là cực kỳ, cực, kỳ cực kỳ cực kỳ đa năng các bác nhá cực kỳ cực kỳ đa năng thì hôm nay đang có giá là 285.000 một em Lưu ý trong cái clip ngày hôm nay cho em này Lưu ý trong cái clip ngày hôm nay cho em này Bác nào mua một con dao pha luông Tặng một lọc Mua hai con dao Mua hai con dao như thế này Tặng một dao lọc Hoặc là bao vận chuyển Các bác nhá tặng một dao lọc Hoặc bao vận chuyển Có giá là một cặp dao như thế hiện tại Hôm nay em chỉ để cho tất cả bác giá là 500 450.000 một cặp hai con Các bác nhá 450 000 một cặp hai con, đấy là giá chưa từng có luôn. Các bác mình có thể kết hợp là một chặt xương mã 3, một thái lọc mã 6 hoặc mình có thể kết hợp là một chặt gà với một thái lọc mã 6 hoặc là một chặt à, gà mã 3 và một thái vuông mã 5 chẳng hạn mình có thể lựa chọn như thế các bác nhé mua hai con tặng một dao lọc mua hai con tặng một dao lọc hoặc là bao phí vận chuyển cho tất cả các bác luôn còn bác nào mà mình chuyên nhà hàng thì giới thiệu với các bác là một con dao à, chặt À, rộng bản rộng à, dòng à, gọi là à, dòng thép nhíp bản rộng chuyên cho bác nhà hàng như thế này dày vào là ba ly bảo, à, bản rộng giờ ba ly như thế này các bác mình à, chuyên nhà hàng thì mình sẽ sử dụng một con rộng bản 10 như thế này các bác nhá à, hôm nay thì giới thiệu với các bác những cái con dao chuẩn thương hiệu dao phúc sen trên cao bằng và đặc biệt là làm toàn là những chất liệu uh, nhíp xịn này cá xịn này cho tất cả các bác thôi và có cả chương trình khuyến mại giảm giá tặng quà nữa thì quá là hấp dẫn rồi các bác ạ. À. Zalo của em là 0347753780 các bác nhá. Mình có thể xem lại clip hoặc kết bạn Zalo để em báo thông số lại này và để em gửi cho bác những cái con hàng ưng ý các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau. Xin chào ạ.